Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Vâng, rất là vui mừng trong ngày hôm nay là ngày nghỉ của 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì các bác có thời gian lại về trực tiếp cửa hàng để lựa chọn và thẩm âm các thiết bị audio bên cửa hàng cung cấp. Vâng, các bác lựa chọn được một cặp loa JBL 4312 MK2 ấy. 4312 MK2 có thùng màu trắng sữa. Vâng, sản phẩm thì các bác cũng đã mang một chiếc âm ni mà trước các bác mua bên cửa hàng về trực tiếp để thẩm âm, một chiếc âm ni Marzang 1250. Vâng, hiện tại thì khu vực Sao Đỏ đang mưa rất là mau. Vâng, đây là chiếc âm ni trước bác mua của cửa hàng đây. Và ngày hôm nay thì lại rất là có duyên khi được chào đón một đoàn khách hàng đến từ Hưng Yên. Các bác về cửa hàng âm thanh Hạnh thì để lựa chọn một sản phẩm tiếp theo bên cửa hàng cung cấp là một cặp loa JBL 4312 MK2 có thùng màu trắng. Vâng, sản phẩm thì đã được thẩm âm cùng với cửa hàng rồi. Khi các bác đồng ý mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp, cửa hàng xin làm một clip ngắn như vậy thông báo trên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết. Vâng, vậy cửa hàng cũng làm clip ngắn như vậy thông báo trên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết những sản phẩm trong ngày hôm nay đã có chủ. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723. Vâng, em chào các anh nhé. 723 148. Địa chỉ của âm thanh Nữ Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Nữ Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, âm thanh Nữ Hạnh cũng xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.